chấn động. Thầy Tử Vi báo trước cực chính xác, đúng trong tháng 10, tháng 11 và tháng 12 âm lịch năm 2024, tuổi Bính Ngọ sinh năm 1966. Hợp vía thần tài, nổ lộc trúng lớn, phất lên như diều gặp gió, đổi đời giàu sang, tiền vàng chất đầy két, đón Tết thật linh đình. Quý khán giả thân mến, tất cả Bính Ngọ từ khi chào đời cho đến khi chạm ngưỡng cuối đời đều phải đối diện với cảm xúc đa dạng của cuộc sống, ngọt ngào, đắng cay, từ những thăng trầm, đau khổ, đến những khoảnh khắc hạnh phúc tột cùng. Có một câu tục ngữ xưa rằng, sau qua cơn bỉ cực tới hồi Thái Lai, không ai tránh khỏi cảnh nghèo khổ, nhưng cũng không ai mãi mãi chìm đắm trong đau khổ. Tất cả sẽ qua đi nếu ta không từ bỏ hy vọng và tiếp tục nỗ lực dành cho Bính Ngọ nào đó đang bước vào mênh mông của nản trí và sự buông xuôi. Bính Ngọ đã mất đi bản thân, quên mất những kỷ niệm ngọt ngào đã từng tồn tại. Nhưng Bính Ngọ không muốn sống một cuộc đời tầm thường, vậy nên Bính Ngọ phải kiên trì, nỗ lực. Bính Ngọ không muốn một cuộc sống nhạt nhòa, vì vậy Bính Ngọ phải làm việc chăm chỉ để đạt được sự thăng hoa. Bính Ngọ không muốn trở thành những kẻ vô cảm, không muốn mất đi những phẩm giá nhân tính. Đó là lý do tại sao Bính Ngọ cần tiền bạc để giải quyết những vấn đề tai ương. Bính Ngọ cần thành công để không cảm thấy bất lực, để có thể giúp đỡ những người mà Bính Ngọ yêu thương. Trong cuộc sống, thế giới này là công bằng, nó hoạt động theo một quy luật đơn giản, cho đi và nhận lại. Bất kỳ sự nỗ lực, sự cống hiến nào của Bính Ngọ sẽ được đáp lại bằng những thành công và phúc lợi tương xứng. Điều quan trọng là không ngừng phấn đấu và không từ bỏ hy vọng, bởi chỉ có như vậy, Bính Ngọ mới có thể đạt được những thành tựu đầy ý nghĩa trong cuộc sống này. Mới đây nhất, các nhà tử vi học đã miệt mài nghiên cứu và giải mã chi tiết về tử vi trọn đời của tuổi Bính Ngọ sinh năm 1966. Theo các bậc thầy tử vi, con giáp này tuổi trẻ đã trải qua nhiều đau buồn, nhưng những sóng gió, hoạn nạn ập đến bất ngờ chỉ nhằm thử thách lòng kiên định của họ. Nếu vượt qua được, họ sẽ đạt được những thành công lớn lao. Đặc biệt khi bước vào trung vận và hậu vận, tuổi Bính Ngọ sẽ gặp nhiều thuận lợi, tài lộc dồi dào, làm gì cũng dễ thành công, tiền bạc như nước chảy vào két. Trong video này, kênh Minh Đường Tử Vi sẽ chia sẻ rất chi tiết về vận trình công danh sự nghiệp, tài lộc, sức khỏe và tình duyên gia đạo của tuổi Bính Ngọ sinh năm 1966 trong 3 tháng cuối năm 2024 âm lịch này, đặc biệt là cách hóa giải vận hạn, giúp bản mệnh gặp nhiều may mắn thuận lợi hơn trong công việc cũng như trong cuộc sống. Mời quý khán giả cùng theo dõi và chiêm nghiệm video dưới đây. Xét tổng quan vận trình tử vi trong 3 tháng cuối năm 2024 của tuổi Bính Ngọ sinh năm 1966. Công việc của người tuổi Bính Ngọ trong nửa cuối năm 2024 sẽ có sự tiến bộ so với đầu năm. Chỉ cần giữ cho đầu óc tỉnh táo, Bính Ngọ sẽ giải quyết mọi vấn đề dễ dàng, thậm chí có thể đưa ra nhiều ý tưởng có ích cho tập thể. Từ đó, Bính Ngọ sẽ được cấp trên đề bạt thăng tiến và tăng lương. Khi thi cử, nếu tự tin và biết khai thác tối đa ưu điểm của mình, Bính Ngọ sẽ có thành quả đáng mong chờ. Tuy nhiên, nếu lơ là làm việc, kẻ ghen tị có thể tận dụng để gây rắc rối cho Bính Ngọ. Tài chính của người tuổi Bính Ngọ không có biến động lớn về thu chi. Thu nhập chủ yếu đến từ công việc hiện tại hoặc kinh doanh cá nhân với lượng khách hàng ổn định. Mặc dù cạnh tranh vẫn diễn ra, nhưng với sự kiên trì, Bính Ngọ sẽ dễ dàng tìm được cách để vượt qua. Trong 3 tháng cuối năm 2024 cũng là thời điểm thích hợp để Bính Ngọ tích lũy kiến thức và mở rộng quy mô kinh doanh. Bản mệnh sẽ có nhiều cơ hội để gặp gỡ và kết nối với những người bạn mới. Hãy tự tin và dũng cảm để bày tỏ tình cảm của mình với người mà bạn yêu thương. Bởi vì tình yêu luôn được đền đáp bằng một tình cảm chân thành. Đừng quá lo lắng về việc phải làm những điều lớn lao. Chỉ cần biết trân trọng và chân thành, hạnh phúc sẽ đến với bạn. Về sức khỏe, hãy cẩn thận khi di chuyển xa hoặc làm việc vất vả để tránh những tai nạn không mong muốn. Người trong gia đình có thể đối mặt với những rủi ro. Vì vậy, Bính Ngọ nên dành thời gian để quan tâm và chăm sóc cho những người thân yêu của mình. Nếu cơ thể có dấu hiệu bất thường, hãy nhanh chóng đi khám và chữa trị để bảo vệ sức khỏe. Sau đây sẽ là cụ thể tử vi chi tiết trên từng phương diện cuộc sống của tuổi Bính Ngọ sinh năm 1966 trong 3 tháng cuối năm 2024. Xét về phương diện công danh, sự nghiệp. Trong 3 tháng cuối năm 2024, người tuổi Bính Ngọ hứa hẹn sẽ có những bước tiến quan trọng trong sự nghiệp. Tuy nhiên, thành công của Bính Ngọ không chỉ phụ thuộc vào may mắn,
mà còn vào cách Bính Ngọ đối mặt với thách thức và quản lý mối quan hệ xã hội. Với sự xuất hiện của các tinh thiên ấn, thời điểm trong 3 tháng cuối năm, Bính Ngọ sẽ tỏa sáng với sự thông minh và tư duy sắc bén. Nếu tập trung vào công việc, Bính Ngọ có thể đưa ra nhiều ý tưởng sáng tạo, giúp nâng cao vị thế của mình và thậm chí trở thành một người lãnh đạo, hướng dẫn đội nhóm theo hướng mới và phù hợp. Nỗ lực và sự cần cù của Bính Ngọ sẽ được công nhận, mở ra cơ hội thăng tiến và tăng lương. Mối quan hệ xã hội của Bính Ngọ cũng sẽ phát triển tích cực với sự giúp đỡ từ đồng nghiệp và những người có chung chí hướng. Sao Phượng Cát cho thấy, mối quan hệ xã hội của Bính Ngọ sẽ phát triển tích cực, bản mệnh sẽ gặp gỡ những đồng nghiệp tốt bụng, luôn sẵn sàng giúp đỡ bạn trong những lúc khó khăn, tìm thấy những người cùng chí hướng với mình. Nhờ đó, công việc của Bính Ngọ sẽ tiến triển suôn sẻ và những khó khăn sẽ không còn cản đường Bính Ngọ. Đặc biệt, trong 3 tháng cuối năm 2024 cũng là thời điểm thuận lợi cho việc học tập và thi cử của Bính Ngọ. Bản mệnh nên tập trung ôn thi và tự tin thể hiện kiến thức của mình, đồng thời chinh phục giám khảo và đạt được mục tiêu đã đặt ra. Trong 3 tháng cuối năm 2024 sẽ mang đến nhiều cơ hội thành công cho Bính Ngọ, nhưng cũng đừng vì thế mà tự mãn hay coi thường người khác, vì vẫn có những yếu tố xấu đang rình rập và có thể gây nguy hiểm cho Bính Ngọ bất cứ lúc nào. Hung tinh cảnh báo rằng, dù Bính Ngọ đạt được thành công lớn lao, đừng bao giờ coi thường người khác. Nếu Bính Ngọ quá tự cao có thể khiến người khác không hài lòng và dễ bị kẻ tiểu nhân chú ý, gây ra những rắc rối hoặc đánh mất những gì Bính Ngọ đã cố gắng xây dựng. Khi gặp rắc rối, Bính Ngọ nên cẩn thận trong cách hành xử và tránh nói những điều hoặc làm những việc không thích hợp. Người khác có thể lợi dụng điều đó để hạ bệ và ảnh hưởng đến danh tiếng của bạn. Xét về phương diện tài lộc, tình hình tài chính của người tuổi Bính Ngọ sẽ có những biến động trong 3 tháng cuối năm 2024. Vì vậy, Bính Ngọ cần phải tập trung vào nhiệm vụ của mình. Chỉ cần lơ là một chút cũng có thể khiến tiền bạc trôi qua tay bạn. Đối với những người làm công ăn lương, nếu Bính Ngọ hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao và khẳng định được năng lực của mình sẽ được lãnh đạo khen thưởng, thăng tiến hoặc tăng lương, công sức và nỗ lực của Bính Ngọ sẽ luôn được đền đáp xứng đáng. Ngoài ra, những người có thành tích tốt trong kỳ thi tuyển cũng sẽ được chọn vào các công ty phù hợp với năng lực của mình. Hãy tự tin trong việc đàm phán và thỏa thuận mức lương mong muốn. Tuy nhiên, khi bắt đầu làm việc, Bính Ngọ cần tập trung cao độ, kể cả trong những công việc quen thuộc để tránh sai sót xảy ra. Tình hình kinh tế chung khá ổn định, không có những biến động lớn mang lại sự an tâm, nhưng cũng không nên mơ mộng về chuyện hốt bạc nhanh chóng. May mắn là Bính Ngọ cũng không phải đối mặt với quá nhiều rủi ro và cuộc sống vật chất khá sung túc với tài chính cân bằng. Trong 3 tháng cuối năm 2024 sẽ là thời điểm lý tưởng để Bính Ngọ khẳng định bản thân và thu hút lòng tin của khách hàng. Hãy tập trung vào việc mở rộng kinh doanh một cách chậm rãi và ổn định. Khi Bính Ngọ đã có vị thế vững chắc trên thị trường, sẽ có nhiều khách hàng đến giao dịch với Bính Ngọ và thu nhập cũng sẽ tăng lên đáng kể. Tuy nhiên, hãy luôn cẩn trọng vì có những người xấu có thể sẵn sàng để gây cạnh tranh và đe dọa vị thế của bạn. Bính Ngọ cần tỉnh táo để phát hiện ra những chiêu trò của họ và không ngừng nỗ lực để đạt được thành công. Hơn nữa, bạn cũng cần tránh các cuộc đấu tranh và tranh cãi với người khác, vì điều này có thể gây tiếng xấu cho bạn. Nếu có những vấn đề nhỏ hãy để nó qua đi và tập trung vào những mục tiêu lớn hơn trong tương lai. Xét về phương diện sức khỏe, trong 3 tháng cuối năm 2024, bản mệnh cần đặc biệt chú ý đến tình trạng sức khỏe của mình. Nhiều dấu hiệu bất thường xảy ra có thể là tín hiệu cho thấy sức khỏe của Bính Ngọ đang suy giảm hoặc tâm trạng căng thẳng. Hãy tìm cách giải tỏa và giữ gìn sức khỏe của mình ngay từ bây giờ. Trong 3 tháng cuối năm 2024, gia đạo của Bính Ngọ có thể gặp phải những mất mát bất ngờ. Do đó, Bính Ngọ cần chăm sóc và quan tâm hơn đến những người thân yêu và điều trị bệnh ngay khi bạn cảm thấy không khỏe. Điều này sẽ ngăn ngừa tình trạng bệnh trở nên nghiêm trọng và khó chữa trị. Đối với những người thường xuyên phải đi xa hoặc làm việc vật lý, hung tinh phi liêm và thiên cầu cũng có thể giáng họa bất cứ lúc nào. Điều quan trọng là phải luôn tỉnh táo khi làm việc và không gượng ép bản thân làm việc quá sức. Nếu không, có thể xảy ra những tai nạn bất ngờ khiến Bính Ngọ không xoay sở kịp. Xét về phương diện tình duyên, gia đạo, Trong 3 tháng cuối năm 2024 sẽ là thời điểm hòa thuận và yên bình trong tình cảm đối với người tuổi Bính Ngọ.
Hãy tự chủ động trong các mối quan hệ và luôn nhớ giữ gìn hạnh phúc gia đình. Điều này sẽ mang lại nhiều niềm vui cho bạn. Đối với những người độc thân, trong 3 tháng cuối năm nay sẽ mở ra nhiều cơ hội để gặp gỡ và kết nối với những người bạn mới. Bính Ngọ không chỉ có nhiều bạn bè tốt mà còn có thể gặp được một nửa lý tưởng của cuộc đời mình. Nếu Bính Ngọ đã có cảm tình với ai đó, hãy tự tin và chủ động tìm cách gần gũi hơn với họ, thể hiện những phẩm chất tốt của mình và luôn quan tâm đến cảm xúc và suy nghĩ của đối phương. Sự tinh tế của Bính Ngọ sẽ chạm đến trái tim của người ấy. Nếu có cơ hội được giới thiệu cho các đối tượng mới, Bính Ngọ nên dành thời gian để gặp gỡ và trò chuyện với họ. Hãy luôn mở lòng để có thể đánh giá xem đối phương có phù hợp với mình hay không. Dù hai người không thể trở thành một cặp đôi, nhưng vẫn có thể trở thành bạn tốt. Đối với những người đã có gia đình, mối quan hệ giữa hai người sẽ được ổn định hơn trong 3 tháng cuối năm 2024. Bạn cần dành nhiều thời gian hơn bên người ấy, lắng nghe và chia sẻ cùng nhau. Khi hai người luôn tin tưởng và ủng hộ lẫn nhau, không có gì có thể chia rẽ được. Sau đây sẽ là vận trình tử vi chi tiết từng tháng âm lịch trong 3 tháng cuối năm 2024 của tuổi Bính Ngọ sinh năm 1966. Tử vi tháng 10 âm lịch năm 2024 của tuổi Bính Ngọ sinh năm 1966. Tháng này, phương diện sự nghiệp của tuổi Bính Ngọ có nhiều biến động bất lợi. Đây sẽ là giai đoạn nhiều thử thách với bạn. Hãy chuẩn bị tâm lý thật vững vàng. Nguyệt lệnh lâm đất tuyệt lại có thêm hung tinh thiên hình quấy phá, dự báo trước những sóng gió mà bản mệnh phải đối mặt. Công việc nhiều trắc trở, áp lực gia tăng đến từ nhiều nguồn, gần như không lúc nào bạn được thư thả. Các kế hoạch thường đi chệch khỏi dự tính ban đầu. Nhiều hạng mục mà con giáp này đã dồn nhiều tâm huyết nhưng không diễn ra như ý muốn khiến bạn không khỏi thất vọng. Dù bạn vẫn cố gắng kiểm soát nhưng tình hình không mấy khá khẩm. Đa vậy, các mối quan hệ tại nơi làm việc cũng gặp nhiều rắc rối, thiếu sự hài hòa. Mọi người có thể bằng mặt không bằng lòng, dấu hiệu còn cho thấy có đấu đá cạnh tranh ngầm xảy ra trong tập thể. Bản mệnh còn được nhắc nhở nên thận trọng trước họa tiểu nhân. Có nhiều người không thể dội tin tưởng, chưa chắc họ đã tốt đẹp như những gì đã thể hiện ra bên ngoài. Tuổi Bính Ngọ có thể sẽ phải cạnh tranh khốc liệt với chính những người bên cạnh mình, liên quan tới lợi ích cá nhân. Bạn bè có thể trở mặt thành thù lúc nào không hay, tiểu nhân đầy rẫy, chỉ cần một bước sai lầm là sẽ dẫn đến nhiều sai sót nghiêm trọng. Lúc này, dù làm gì bạn cũng nên đặt lý trí lên hàng đầu, không thể làm việc theo cảm xúc được, chất lượng công việc khó làm hài lòng cấp trên. Chính bản thân bạn cũng chán nản, thiếu đi sự nhiệt huyết, nhưng tinh thần làm việc uể oải như vậy của bạn chỉ càng khiến mọi việc đâm đầu vào ngõ cụt. Chính bạn trước hết phải tự chấn chỉnh lại thái độ làm việc của mình, mới mong tình hình sớm có cải thiện. Nhìn chung, công việc cả tháng của con giáp này không được suôn sẻ, nên bạn phải chú ý đến các chi tiết lớn nhỏ, đồng thời điều chỉnh tâm lý của mình tích cực hơn trong mọi việc, có tâm lý sẵn sàng và chủ động tập trung vào công việc của bản thân. Thay vì để những việc xung quanh tác động đến bản thân, người ăn ở có phúc thì có phần, bạn bỏ ra nỗ lực một cách nghiêm túc thì trời sẽ không phụ công bạn. Bước sang tháng 10 âm lịch này, tuổi Bính Ngọ phải đối mặt với nhiều thách thức, công việc bận rộn và tràn đầy áp lực, chưa chắc bỏ công bỏ sức ra đã thu về được thành quả như ý. Tình hình tài chính lúc này cũng không khá khẩm hơn là bao, hung giận tăng cao, lại chịu tác động từ sao xấu tiểu hao, nên tiền bạc hạn hẹp, thu nhập ảm đạm. Càng những lúc như vậy, con giáp này càng nên chú ý hơn trong việc chi tiêu. Có những lúc vốn đã kiếm được khoản không nhỏ, nhưng ngay sau đó đã có việc phải dùng đến hoặc đầu tư thiếu hiệu quả, khiến tài vận giảm sút mạnh, cuối cùng chẳng giữ được mấy đồng trong tay. Tháng này vận may không có là bao nên bạn tránh việc đầu tư vào các dự án lớn để tránh rủi ro. Những người theo nghiệp kinh doanh, buôn bán cũng có một tháng nhiều sóng gió, tình trạng hàng hóa có phần ế ẩm, xuất hiện nguy cơ tồn kho nếu tiếp tục đi theo con đường bấy lâu. Khách hàng cũng dần không còn mặn mà, do đó bạn nên chủ động tìm kiếm những phương pháp đổi mới để thu hút thêm khách hàng, mở rộng tiềm năng. Nguyệt lệnh lâm tuyệt cũng cảnh báo nguy cơ bị lừa gạt tiền bạc, bị kẻ tiểu nhân giở trò. Bản mệnh nên thận trọng trong việc nhìn người, nhất là trong khâu chọn đối tác, hợp tác làm ăn. Nếu không đủ tỉnh táo, rất có thể bạn sẽ phải chịu nhiều thiệt thòi. Bên cạnh đó, tuổi Bính Ngọ cũng phải kiềm chế chi tiêu, tránh xa trò may rủi. Những người có tâm lý kiếm tiền nhờ vào những trò cờ bạc đỏ đen, lười làm ham ăn, cố tình thực hiện các hành vi phạm pháp, trái đạo đức, sẽ vướng vào việc kiện tụng,
tiền mất tật mang. Tháng 10 âm lịch này, nhân duyên của tuổi Bính Ngọ không mấy lý tưởng. Nguyệt lệnh lâm tuyệt báo hiệu vận trình của bản mệnh ngày càng có xu hướng giảm sút. Các mối quan hệ tình cảm tiềm tàng không ít biến động, dù là người còn độc thân hay người đã lập gia đình. Mối quan hệ của bạn sẽ không được suôn sẻ, đôi bên thiếu sự thấu hiểu và bao dung, chỉ coi trọng cảm xúc của bản thân nên mâu thuẫn xảy ra thường xuyên. Tình trạng khắc khẩu ngày càng nghiêm trọng, có nhiều khi chuyện vốn không có gì, nhưng bản mệnh lại phức tạp quá nó lên, nhất là nữ mệnh, con giáp này thường suy nghĩ nhiều. Đa phần lại theo chiều hướng tiêu cực, nên nhìn đâu cũng thấy điểm nghi vấn, ghen tuông ầm ĩ, thay vì tự làm khổ bản thân bằng những suy diễn ấy. Bạn có thể thẳng thắn trao đổi với đối phương, một cuộc trò chuyện ngắn nhanh cũng giải quyết được vô số việc, quan trọng là bạn có muốn điều đó hay không. Người độc thân tháng này dễ gặp phải một số mối tình kém chất lượng, trao đi nhiều nhưng nhận lại chỉ toàn lừa dối, nên cần phải thận trọng trong việc nhìn người, tránh bị lừa gạt. Tháng này, phương diện sức khỏe của tuổi Bính Ngọ không mấy lý tưởng, xuất hiện nhiều mối nguy tiềm ẩn mà bản mệnh không thể chủ quan, những mối bận tâm, trăn trở trong cuộc sống và công việc dần hình thành áp lực tâm lý, khiến thể trạng của bạn khó được đảm bảo, cộng với việc ít vận động, lười thể dục thể thao cũng khiến sức đề kháng sụt giảm. Nếu cảm thấy không khỏe, bạn nên tới các cơ sở y tế thăm khám kịp thời, tránh tình trạng ủ bệnh. Ngoài ra, con giáp này cũng phải chú ý đến chế độ ăn uống và sắp xếp lịch trình làm việc phù hợp với cuộc sống. Chế độ ăn uống hàng ngày của bạn phải cân bằng dinh dưỡng, lành mạnh, đồng thời cũng phải có lịch làm việc và nghỉ ngơi khoa học, hạn chế thức khuya. Khi bạn biết cách chăm sóc bản thân cũng là lúc cơ thể được nạp năng lượng đầy đủ nhất, có như thế mới có đủ sức theo đuổi mục tiêu của mình. Tử vi tháng 11 âm lịch năm 2024 của tuổi Bính Ngọ sinh năm 1966. Sự nghiệp của tuổi Bính Ngọ tháng này vướng phải nhiều khúc mắc, chủ yếu là do chịu tác động của cục diện tương xung. Bên cạnh việc cảnh giác với các tác động bên ngoài, bản mệnh cũng cần phải tự nhìn nhận lại bản thân, có như vậy mới hạn chế được nhiều rắc rối. Thời điểm này, bạn thường xuyên hành xử một cách nóng nảy, cực đoan, chuyện bé xé ra to khiến mọi người xung quanh đều cảm thấy không thoải mái. Rất có thể bạn sẽ vô tình đắc tội với kẻ tiểu nhân, khiến kẻ đó tìm cơ hội bạn sơ hở để hãm hại, gây rắc rối cho bạn. Tốt nhất con giáp này cần nhắc nhở mình bình tĩnh khi đối diện với mọi vấn đề, bởi cứ làm quá mọi chuyện lên thì tất cả chỉ càng lâm vào bế tắc. Khuyên bạn hãy bình tĩnh trao đổi với mọi người, hạ cái tôi của mình xuống và quan sát vấn đề trên nhiều phương diện khác nhau, như vậy thì việc khó đến mấy cũng có thể dần dần tháo gỡ. Nguyệt lệnh lâm thai còn khiến cho một số người trở nên lơ là với công việc, bạn thường tìm cách trốn tránh trách nhiệm, đùn đẩy cho người khác khiến lãnh đạo có ấn tượng xấu. Nếu cứ tiếp tục như hiện tại, bản mệnh rất dễ trở thành người thụt lùi so với bạn bè, đồng nghiệp xung quanh. Các tinh giải thần xuất hiện sẽ giúp đỡ cho những ai biết cách cư xử, không kiêu ngạo, hống hách, luôn cố gắng làm tốt công việc của mình. Vì vậy, dù lâm vào cảnh bế tắc, con giáp này cũng chớ từ bỏ hy vọng, hãy luôn nhắc nhở mình không ngừng cố gắng, rồi bạn sẽ nhận được thành quả xứng đáng với công sức mình đã bỏ ra. Tháng 11 âm lịch này, tuổi Bính Ngọ phải đối diện với tình cảnh tài lộc sụt giảm khi các nguồn thu không có dấu hiệu gia tăng. Trong khi đó, các khoản đầu tư chi tiêu lãng phí lại liên tục xuất hiện. Đặc biệt, người làm ăn kinh doanh cần nhắc nhở mình hết sức cẩn thận trong mọi quyết định vào tháng này. Có những mối đầu tư tưởng chừng béo bở nhưng lại tiềm ẩn nhiều nguy cơ. Bạn cần kiểm chứng mọi thông tin kỹ càng, tìm hiểu kỹ đối tác của mình trước khi góp vốn. Để đảm bảo an toàn trong tháng bị đại hao chiếu mệnh, tốt nhất bản mệnh nên tập trung làm tốt các kế hoạch đang dang dở của mình, tránh vội vàng mở rộng thêm quy mô hoặc hợp tác thêm với người mới. Khi túi tiền chưa rủng rỉnh, bạn cũng cần hạn chế tiêu pha cho những mục đích không thực sự cần thiết. Trước khi mua hàng, bạn cần xem giá cẩn thận, chớ chi tiêu vượt quá mức chi trả của mình. Nếu có người rủ rê con giáp này đầu tư vào lĩnh vực mới hoặc mua bán những mặt hàng giảm giá, khuyến mãi, bạn chớ nên nhẹ dạ cả tin, bởi đó có thể là cái bẫy kẻ tiểu nhân đặt ra khiến bạn rơi vào cảnh hao tiền tốn của. Nếu có ý định chi tiền, bạn nên tham khảo thêm ý kiến của mọi người xung quanh. Tháng này, các tinh giải thần khuyên tuổi Bính Ngọ nên chi tiêu hài hòa, nếu có điều kiện thì nên dùng tiền để làm từ thiện, giúp đỡ mọi người. Bây giờ bạn làm việc tốt thì tương lai khi gặp phải khó khăn, rất nhiều người sẽ xuất hiện để giúp đỡ bạn. Tháng này ngũ hành tương khắc,
cũng khiến cho mối quan hệ vợ chồng của tuổi Bính Ngọ dễ lâm vào bế tắc. Hai người thường xuyên cãi giả, giận hờn nhau, mà nguyên nhân có thể rất vu vơ. Khi cảm thấy không hài lòng với người ấy chuyện gì, bạn cần trao đổi thẳng thắn chứ không phải giữ trong lòng. Đợi đến khi có điều kiện thì nói bóng nói gió. Cách hành xử này không chỉ khiến người ấy cảm thấy khó chịu, thậm chí tổn thương, mà ngay cả bạn cũng sẽ không thể cảm thấy thoải mái được. Người độc thân tháng này rất có thể sẽ lâm vào những mối quan hệ rắc rối, phức tạp bởi bản tính trăng hoa, đa tình. Bạn không nên giữ quan hệ với quá nhiều người cùng một lúc. Thái độ thiếu chân thành sẽ khiến bạn quen biết với nhiều đối tượng vui chơi qua đường, cuối cùng rước lấy nhiều chuyện phiền nhiễu, điều tiếng không hay về mình. Một khi đã quyết định đến với ai, con giáp này nên thành thật với người ấy và giữ khoảng cách với những người khác. Nếu cứ đứng núi này trông núi nọ, dây dưa với nhiều người thì cuối cùng cùng bạn sẽ chẳng thể tìm được một ai đáng tin cậy đâu. Tháng 11 âm lịch này, để giữ một sức khỏe ổn định, tuổi Bính Ngọ cần nhắc nhở bản thân giữ những suy nghĩ tích cực, lạc quan, giảm stress kịp thời. Nếu cảm thấy vướng mắc, bạn nên tâm sự với mọi người để tìm cách tháo gỡ chứ không nên giữ mọi chuyện trong lòng. Ngoài ra, bản mệnh cũng cần làm việc và nghỉ ngơi khoa học, chớ bắt cơ thể làm việc quá sức. Đặc biệt, các hoạt động vui chơi, tụ tập cần được tiết chế. Quá ham vui, sinh hoạt thiếu điều độ sẽ khiến bạn lúc nào cũng cảm thấy lờ đờ, mệt mỏi, uể oải, không thể tập trung cho các công việc chính của mình. Tử vi tháng 12 âm lịch năm 2024 của tuổi Bính Ngọ sinh năm 1966. Trong tháng cuối cùng của năm 2024 này, sự nghiệp của tuổi Bính Ngọ có hung có cát, song kết quả cuối cùng tiến triển theo chiều hướng tốt hay xấu, chủ yếu phụ thuộc vào cách hành xử của bản mệnh. Cục diện tương hại cho thấy, bạn thường thiếu kiên nhẫn khi giải quyết các công việc khó khăn, phức tạp hay khi lắng nghe người khác. Chính vì vậy, bạn thường bỏ qua những chi tiết nhỏ nhặt, gây ảnh hưởng đến chất lượng công việc. Con giáp này cũng khó thay đổi góc độ nhìn nhận vấn đề để đưa ra những cách giải quyết hợp lý hơn khi mọi việc lâm vào bế tắc. Bạn cũng chớ nên nổi nóng tìm cách đổ lỗi cho người này người khác, gây ảnh hưởng đến các mối quan hệ. Lúc này, bạn cần bình tĩnh để suy nghĩ, cân nhắc tìm ra vấn đề của bản thân trước và dũng cảm nhận lỗi. Như vậy mới khắc phục được khó khăn, có hướng đi mới cho mọi việc. Hãy yên tâm vì sự nghiệp của bản mệnh không chỉ toàn những khó khăn, nhiều cát tinh như trường sinh, tử vi, giải thần là dấu hiệu cho thấy bạn hoàn toàn có cơ hội lội ngược dòng. Tuổi Bính Ngọ hãy luôn giữ tinh thần quyết tâm, cố gắng trong công việc, đừng nóng giận bỏ cuộc giữa chừng. Như vậy bạn sẽ gây ấn tượng với cấp trên, tạo thiện cảm được với đồng nghiệp, mọi người xung quanh sẵn sàng giúp sức để bạn vượt qua khó khăn. Hơn nữa, con giáp này vốn là người thông minh, có tài, vì vậy cần tìm thời điểm thích hợp để khẳng định bản thân. Như vậy bạn sẽ nhanh chóng chạm tay vào cơ hội thăng tiến hơn. Tháng 12 âm lịch này, vận trình tài lộc của tuổi Bính Ngọ nhìn chung không có tăng trưởng quá rõ rệt. Bạn cần xem lại định hướng làm ăn của mình cũng như cách ứng xử với mọi người xung quanh. Có thể sẽ tìm ra vấn đề để khơi thông tài lộc. Dưới sự ảnh hưởng của cục diện tương hại, bản mệnh nên quyết tâm hơn khi thực hiện các kế hoạch dù vướng phải khó khăn hay trục trặc. Cũng đừng nghĩ đến việc bỏ dở giữa chừng. Hãy coi khó khăn là cơ hội để bạn khẳng định vị thế, gây ấn tượng với khách hàng, đối tác hoặc cấp trên của mình. Các tinh tử vi và giải thần khuyên bạn hãy kiên nhẫn hơn trong việc lắng nghe và trao đổi với mọi người xung quanh. Như vậy thì con giáp này có thể dễ tạo thiện cảm cho người khác. Nhờ có sự giúp đỡ của mọi người, mọi việc cũng sẽ tiến triển suôn sẻ hơn, dù gặp khó khăn cũng sẽ được giúp đỡ. Người làm kinh tế có thể nhân thời điểm này để giao lưu với khách hàng, đối tác nhiều hơn nhằm mở rộng mối quan hệ. Tất nhiên bạn không cần quá nóng lòng với các kế hoạch đầu tư buôn bán. Hãy dành thời gian để tìm hiểu rõ hơn về đối phương, tránh những bất đồng tranh chấp không đáng có nếu hợp tác sau này. Trái với phương diện sự nghiệp và tài lộc khá ảm đạm, thì phương diện tình duyên của tuổi Bính Ngọ trong tháng 12 âm lịch này lại khá rực rỡ. Nhờ có sự ảnh hưởng của ngũ hành tương sinh, bạn có nhiều cơ hội để tận hưởng hạnh phúc. Người độc thân nổi bật giữa đám đông bởi tính cách mạnh mẽ và tự tin của mình, bạn không ngại tham gia vào các hội nhóm, sẵn sàng bày tỏ suy nghĩ của bản thân và con người thật của mình. Vì vậy sẽ khiến cho không ít người ấn tượng. Nếu có thiện cảm với một ai đó, bản mệnh đừng ngại là người chủ động tiếp cận và giữ liên hệ với đối phương. Chỉ cần bạn nghiêm túc và chân thành, thì hoàn toàn có cơ hội bước vào một mối quan hệ mới và tìm được nửa kia phù hợp với mình.
người đã lập gia đình luôn cảm thấy hạnh phúc khi nhận được sự tin tưởng và ủng hộ của người thân trong mọi quyết định. Bạn thường xuyên trò chuyện với mọi người, nên quan hệ giữa các thành viên ngày càng gần gũi. Mọi người luôn có mặt đầy đủ trong những giờ phút quan trọng của nhau. Tháng này, tình hình sức khỏe của tuổi Bính Ngọ cũng khá ổn định, công việc căng thẳng, bạn cần tìm cách giảm stress kịp thời. Như vậy thì sẽ không có gì cần phải lo lắng. Hãy sắp xếp thời gian biểu khoa học để làm việc vừa đạt chất lượng cao, vừa đầy đủ thời gian nghỉ ngơi. Khi cơ thể khỏe mạnh, tinh thần tỉnh táo, thì bản mệnh làm việc gì cũng sẽ hiệu quả hơn, hạn chế được nhiều sai sót. Quý vị thân mến, vừa rồi là những chia sẻ của Minh Đường Tử Vi về tử vi tháng 10, tháng 11 và tháng 12 âm lịch 2024 của cô bác tuổi Bính Ngọ sinh năm 1966 và bây giờ sẽ là một được nhiều cô bác đang chờ đợi từ đầu chương trình tới giờ, đó chính là cách hóa giải vận hạn. Đầu tiên là nam mạng tuổi Bính Ngọ sinh năm 1966. Theo sao chiếu mệnh, sao Thái Dương. Thái Dương được coi là phúc tinh, rất tốt cho nam giới, nhất là về đường công danh. Năm có sao này chiếu thì công việc phát triển, có cơ hội thăng quan tiến chức, làm ăn phát đạt, gặp may mắn trong việc buôn bán, nhất là vào tháng 6 và tháng 10. Đây là hai tháng đại cát, nên chủ động nắm bắt để mưu đại sự. Theo niên hạn, hạn Thiên La. Hạn Thiên La chủ về bị phá phách không yên, kẻ xấu dụ dỗ lừa gạt tiền bạc. Hạn cũng chủ đau yếu, ốm đau tốn kém tiền của để chữa trị. Xem tử vi 2024 tuổi Bính Ngọ nam mạng theo vận niên. Theo tử vi tuổi Ngọ 2024, sang năm con rồng, tuổi Bính Ngọ nam mạng gặp vận niên Thố Lộng Nguyệt, tức là Thỏ Dẫn Trăng. Hình ảnh đầy vui tươi, thoải mái, báo hiệu một năm nhiều niềm vui, hạnh phúc, công danh sẽ toại, phỉ lòng chờ đợi bấy lâu. Về phương diện tình cảm, người vui cảnh cũng chiều lòng, thật là một bầu trời tươi đẹp, ước thì được, muốn thì thành, gia đình êm ấm, đón tin vui về con cháu trong nhà. Hóa giải vận hạn. Cách làm tăng các tính của sao Thái Dương trong năm 2024. Làm ăn ngay thẳng, tập trung vào nhiệm vụ của mình, quyết tâm cố gắng không ngừng. Bản mệnh đặc biệt tránh tình trạng làm gian, làm lậu mà nam hay nữ mệnh cũng đều sẽ gặp điều không may. Cư xử khiêm tốn, dù là người có vị thế cao hay thấp, bản mệnh cũng nhớ nhắc nhở bản thân hành xử khiêm tốn. Đặc biệt cấp dưới nên tuân theo các quy định của tập thể và của lãnh đạo, nếu không dễ vướng vào những chuyện mâu thuẫn, tranh chấp không đáng có. Nắm bắt thời cơ, hãy tự tin vào khả năng của bản thân mình để có thể nắm bắt những cơ hội xuất hiện trước mắt. Bạn không nên chần chừ, do dự quá lâu, để kẻ khác chớp mất thời cơ. Đeo đồ phong thủy, tuổi này có thể đeo trang sức đá quý màu nâu, màu vàng như thạch anh ưu linh nâu, hổ phách, thạch anh vàng, thạch anh tóc vàng. Cách hóa giải hạn Thiên La năm 2024. Về sức khỏe, khi gặp hạn này thì sức khỏe giảm sút nhiều, thường xuyên bị mệt mỏi và đau nhức không rõ nguồn cơn, những căn bệnh kỳ quái dù tiêu hao tiền của chữa trị nhưng vẫn không khỏi. Bởi vậy, cách tốt nhất là dành nhiều thời gian nghỉ ngơi, lập chế độ ăn uống và tập luyện thể thao hợp lý. Về mặt tình cảm, cẩn thận trong từng hành động và lời nói, tránh vướng vào thị phi tai tiếng trong các mối quan hệ xã giao. Về tình cảm vợ chồng, hãy dành nhiều thời gian ở cạnh nhau, quan tâm và chăm sóc nhau, thấu hiểu và chia sẻ niềm vui nỗi buồn trong cuộc sống. Đừng ghen tuông vô cớ, lời qua tiếng lại không may chuyện nhỏ xé ra to. Về mặt tâm lý, gia chủ cần bình tâm và suy nghĩ kỹ càng về mọi việc trong cuộc sống. Không nên tự lo âu phiền muộn, thay vào đó hãy tìm người tâm sự, chia sẻ niềm vui nỗi buồn trong cuộc sống. Không nên chất đựng quá nhiều ấm ức trong lòng. Điều này khiến tâm trạng ngày càng trầm trọng dẫn đến các bệnh kỳ quái như trầm cảm. Đối với nữ mạng tuổi Bính Ngọ sinh năm 1966. Theo sao chiếu mệnh, sao Thổ Tú. Năm có sao Thổ Tú chiếu thì đương số dễ gặp trở ngại trong công việc, xung khắc trong các mối quan hệ, miệng tiếng thị phi. Có kẻ ném đá giấu tay sinh ra thư kiện, xuất hành không thuận, gia đạo bất hòa, chăn nuôi thua lỗ, sức khỏe yếu, xấu nhất vào tháng 4 và tháng 8 âm lịch. Theo niên hạn, hạn Diêm Dương. Hạn Diêm Dương chủ về tranh chấp, kiện tụng trong làm ăn, giúp người làm ơn mắc oán. Cần hết sức lưu ý vấn đề đi lại, tham gia giao thông, đề phòng tai nạn bất ngờ, trong gia đình có tang.
Xem tử vi 2024 tuổi Bính Ngọ nữ mạng theo vận niên. Theo tử vi tuổi Ngọ 2024, trong năm Giáp Thìn, tuổi Bính Ngọ nữ mạng gặp vận niên Thố Lộng Nguyệt, tức là Thỏ dẫn Trăng. Hình ảnh đầy vui tươi, thoải mái, báo hiệu một năm nhiều niềm vui, hạnh phúc, công danh sẽ toại, phỉ lòng chờ đợi bấy lâu. Về phương diện tình cảm, người vui cảnh cũng chiều lòng, thật là một bầu trời tươi đẹp, ước thì được, muốn thì thành, gia đình êm ấm, đón tin vui về con cháu trong nhà. Quá giải vận hạn. Quá giải sao Thổ Tú bằng phong thủy. Đồ phong thủy, trong năm có sao này chiếu mạng, đương số nên treo nhiều đồ vật cát tường, cầu may trong nhà hay dùng trang sức đá quý, ngọc phong thủy màu trắng như kim cương, thạch anh trắng, mã não trắng, để tăng cường cát khí, đồng thời giúp xua đuổi xui xẻo dây quanh. Tâm lý, việc quá giải sao Thổ Tú thường xuất phát từ tâm lý lo lắng, nhưng nếu giải tỏa được điều này không có gì phải lo nghĩ nhiều. Việc quá giải chủ yếu dựa vào tâm nên chỉ cần làm những việc tốt để bạn cảm thấy vui vẻ, thoải mái, còn có tác động lớn hơn là tổ chức cúng lễ lớn. Cách quá giải hạn diêm dương năm 2024. Hạn diêm dương chủ yếu gây hại về sức khỏe, đặc biệt xấu với trường hợp người bệnh, đau ốm và phụ nữ mang thai. Để quá giải vận xấu, gia chủ nên với người đau ốm, bệnh tật, chủ động nhận biết mức độ căn bệnh của mình thế nào để thăm khám điều trị kịp thời. Cần chủ động khám và điều trị đúng khoa học, tránh nghe lời người khác uống thuốc dân gian. Điều này ảnh hưởng rất lớn đến bệnh tình, không may nguy hiểm tính mạng. Với người khỏe mạnh, cần có chế độ ăn uống, nghỉ ngơi và luyện tập thể thao hợp lý. Như vậy cơ thể mới được duy trì ở trạng thái ổn định, đề phòng bệnh tật mỗi khi trái gió trở trời. Về tâm linh, để tích thêm phúc đức cho bản thân, đương số nên làm nhiều việc thiện, sống phúc hậu, cho đi mà không cần nhận lại. Nhân sinh cảm ngộ. Quý vị thân mến, người ta có câu, đồng tiền đi liền khúc ruột, tiền bạc là thứ không thể thiếu được, nhất là trong cuộc sống hiện tại này, không phải tiền bạc là cuộc sống, nhưng trong cuộc sống cần có tiền, tiền bạc của cải, có thể giúp chúng ta giải quyết nhiều nhu cầu trong cuộc sống của mình. Dân gian có câu, còn tiền còn bạc còn đệ tử, hết cơm hết gạo hết ông tôi. Tiền bạc chi phối nhiều mối quan hệ trong xã hội, tạo ra quyền lực ảo, nhưng chưa chắc đã giúp chúng ta có được tình cảm thực sự của người khác. Nhưng nếu cuộc sống thiếu thốn tiền bạc thì sẽ vô cùng khó khăn, khổ sở, chẳng những cái ăn cái mặc bị hạn chế, mà khi ốm đau bệnh tật cũng không có cách nào để thoát khỏi cảnh ấy. Khi tiền bạc dồi dào thì đời sống vật chất cũng theo đó mà sung túc, sức khỏe được cải thiện ít nhiều, khi không phải chịu khổ sở về thể chất, mệt mỏi về tinh thần. Tiền bạc và của cải không đồng nghĩa với hạnh phúc. Hạnh phúc sẽ đến khi chúng ta biết đủ, biết hài lòng với hiện tại, biết trân trọng những gì mình đang có trong tay, chứ không phải đứng núi này trông núi nọ, đòi hỏi mình có được những thứ mà người khác đang sở hữu. Hạnh phúc thực sự vốn chẳng thể nào mua được bằng tiền, cũng chẳng thể bán hay đổi hạnh phúc lấy tiền bạc chi tiêu. Ai có suy nghĩ dùng tiền bạc để mua hạnh phúc thì người đó đã hoàn toàn sai lầm. Tiền bạc chỉ có thể tạo dựng tiền đề của hạnh phúc mà thôi. Người hạnh phúc chưa chắc đã có nhiều tiền, mà người có nhiều tiền chưa chắc đã hạnh phúc. Đạo Phật cho rằng con người vẫn có thể đạt được hạnh phúc ngay cả khi sự tiêu thụ vật chất là tối thiểu, tức là không cần quá nhiều tiền bạc, chúng ta vẫn có thể có được hạnh phúc trên đời. Biết hài lòng, biết đủ với cuộc sống của mình, chúng ta sẽ không còn chịu sức ép của lòng tham, không còn thấy căng thẳng hay tiếc nuối về quá khứ đã qua, không quá trách cứ bản thân vì làm việc không được như ý. Phật dạy ta, thiểu dục tri túc, chính là muốn Phật tử trân quý những gì mình đang có trong tay, không cố công theo đuổi những gì nằm ngoài tầm giới, khiến mình trở thành kẻ khổ sở như đang khát mà uống nước biển, càng uống lại càng bị cơn khát dày dò. Vậy làm ra nhiều tiền để làm gì? Có lẽ mọi người đều đồng ý rằng kiếm tiền không phải việc dễ dàng, nhưng việc tiêu tiền sao cho đúng cũng chẳng kém phần khó khăn. Làm thế nào để tiêu tiền cho đúng, cho hợp lý? Làm ra nhiều tiền để làm gì? Trong lời Phật dạy về tiền bạc, không có lời nào rõ ràng về việc mọi người dùng tiền để làm gì. Đức Phật không áp đặt bất cứ điều gì với việc kiếm tiền và tiêu tiền của mỗi người, miễn sao những đồng tiền đó trong sạch và đúng đắn. Kinh Phật có chép lại, thọ dụng chân chính là quan điểm của Đức Phật về cách sử dụng tiền bạc. Có thể hiểu nôm na rằng
Đồng tiền làm ra nên dùng để mang lại lợi ích cho bản thân mình và người khác nữa. Đức Phật có răn rằng, tiền bạc có được bằng việc làm chân chính thì phải biết cách giữ gìn, không để thất thoát. Nên cân đối chi tiêu, chớ nên tiêu xài hoang phí đồng tiền mình có, càng không nên tiêu vượt quá khả năng chi trả của mình. Tuy nhiên, đồng tiền làm ra cũng cần phải chi tiêu cho những nhu cầu trong cuộc sống. Nếu làm ra nhiều tiền mà không dám tiêu xài vào những việc có ích, những việc cần thiết, thì lại hóa ra bủn xỉn, keo kiệt, tự làm khổ bản thân. Trong đạo Phật có răn dạy mọi người nên tận dụng mọi khả năng mình có để mang đến hạnh phúc cho chính mình, cho người thân, cho cộng đồng, đất nước và cả thế giới nữa. Trước tiên, tiền bạc làm ra là để cải thiện đời sống cho chính bản thân mình, mang đến niềm vui, an lạc cho cha mẹ, vợ con và những người thân thiết khác. Khi đã thỏa mãn lợi ích cá nhân, thì phải nhớ đến những người khác ở bên mình. Đó có thể là bạn bè, là đồng nghiệp, là đối tác, những người đã phần nào góp ít nhiều công sức giúp mình có được tiền bạc. Theo lời Phật dạy, chúng ta không thể chỉ sử dụng tiền bạc cho riêng lợi ích cá nhân, mà còn nên dùng cho lợi ích cộng đồng nữa. Nếu dùng tiền bạc cho lợi ích cá nhân, thì chỉ có thể thiết lập được hạnh phúc ở hiện tại. Còn khi chúng ta dùng tiền bạc cho cộng đồng, thì có thể thiết lập được cả hạnh phúc ở tương lai nữa. Nói như vậy, không có nghĩa là dùng tiền bạc để mua hạnh phúc, mà là dùng tiền bạc trong khả năng có thể của mình để giúp đỡ người khác, để cứu vớt những người có hoàn cảnh khó khăn hơn mình. Tiền nhiều để làm gì? Nếu đã chi tiêu đủ cho bản thân, cho gia đình, thì có thể dùng tiền đó để quyên góp từ thiện, để hành thiện tích đức, góp thêm phần công đức cho bản thân và gia đình sau này. Tiền bạc là vật ngoài thân, con người ta chỉ có thể dùng tiền lúc còn sống, chứ chẳng thể mang theo khi đã chết đi. Phật tử mất nhiều công sức để kiếm tiền chân chính, thì cũng phải học cách sử dụng tiền bạc đúng pháp để đem lại lợi ích cho bản thân và mọi người trong xã hội, để tạo phúc cho đời này và cả đời sau nữa. Khi chúng ta biết cách sử dụng đồng tiền chân chính, thì tiền bạc chính là người đầy tớ tốt, giúp chúng ta có được cuộc sống ấm no, đủ đầy, giúp chúng ta có thể đưa tay nâng đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn hơn mình. Còn nếu để đồng tiền trở thành chủ nhân, thì con người chúng ta sẽ trở thành đầy tớ cho nó, bị sức mạnh của đồng tiền chi phối, dám làm tất cả mọi điều tội lỗi chỉ để có tiền để mưu cầu lợi ích cho cá nhân mình. Theo lời Phật dạy, tiền bạc không chỉ để chúng ta thỏa mãn đời sống vật chất, mà còn phải biết cách làm cho đời sống tinh thần được thăng hoa. Có thể dùng tiền bạc mình kiếm được để cúng dường Phật pháp, giác ngộ chánh niệm, từ đó mở lòng từ bi, biết thương xót muôn loài, không còn ganh đua, hận thù, sân hận, tàn sát lẫn nhau. Không phải cứ có nhiều tiền mới làm được việc thiện, điều này phụ thuộc vào cách quản lý tài chính, cách mà chúng ta sử dụng tiền bạc của mình. Nên có kế hoạch chi tiêu cụ thể, tiêu cho những thứ đáng tiêu, đừng lãng phí cho những thứ không cần thiết, rồi đến lúc cần thì chẳng có tiền trong tay. Nếu không biết cách tiêu tiền, để bản thân nợ nần chồng chất, để mình tán gia bại sản, tức là tự đẩy mình vào địa ngục. Khi học được cách sử dụng tiền bạc khôn ngoan, biết cách tiêu tiền đúng đắn và hợp lý, biết dùng tiền để làm việc nghĩa, thì có nghĩa là biết tạo phước báo cho mình ở kiếp này và kiếp sau nữa. Cuộc sống sẽ an lạc, hạnh phúc khi chúng ta biết đủ, biết sử dụng đồng tiền chân chính và sẵn sàng tạo ra lợi ích cho người khác. Đạo Phật đề cao luật nhân quả, gieo nhân nào thì gặt quả ấy, gieo nhân tốt thì sẽ có được quả lành, phước đức sẽ còn đó cho mình, cho gia đình và cho cả con cháu đời sau nữa. Bởi chân kiếp trước khéo tu, ngày nay con cháu dõng dù thân thang. Quý vị thân mến, chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại quý khán giả trong chương trình lần sau.